Rồi, ok. Chúng ta sẽ tiếp tục bài hôm trước nha. Chị ơi, lớp này có ba bạn này thôi đúng không chị? Ừ, hiện tại là ba bạn thôi. Dạ, thế thì để em bắt đầu bài luôn ạ. Rồi, một tuần rồi không học rồi, các bạn có thấy là cái trình độ tiếng Anh của mình đã lên tiến bộ vượt bậc chưa? Hay là về rớt về con số 0 rồi? Vượt bậc. Rồi, ok, hôm trước là thôi được, thầy đây, thầy mở cái này. Rồi, ok, hôm trước là đang học học hết nguyên âm rồi đúng không? Trước học đến cow mouse rồi đúng không? Thầy Phi nhớ nhắc các ba họ các bạn cài eo xà thế nào với. Ồ, các bạn vẫn chưa cài được các chị. Ừ, có bạn cài được có bạn không nên nên chị không rõ là tập như thế nào, Hello nếu mà không biết. Ừ. Dạ vâng, thế để em bảo bạn trợ giảng. Sau này em cũng cứ lu bu quá. Hướng dẫn cho bạn cài sao. Ok, bạn Nhi nào, Nhi ơi. Thầy gọi em ạ. Ừ, đúng rồi, em đọc cho thầy nào. Đọc số này nào. Số 0. Zero. Nhìn này, nhìn phát âm nhá. Zero. Rầu, Zero. rầu Thầy rĩ em. Zero. Rầu, đọc cho thầy rầu rĩ đó. Zero. R Thế cơ mà. em đang đang ốm, đang đau họng thầy. Thôi không sao. Tiếp là đọc thêm một cái nữa là one. One. Tiếp nào. Two. Rồi ok, chúng ta chỉ lướt qua cái này thôi nha, bởi vì là các bạn gặp rất là nhiều nên là lướt qua thôi, bởi vì sau này đằng nào cũng phải nói lại mà. Rồi bạn Phương nào. Đọc đến 10 nào, từ 3 đến 10 nào. À, xuống rồi thầy. Hả? Xuống rồi thầy. Đây này, em có thấy không? Dạ. Đây đây, số 3 này, từ số 3 đến số 10 thầy bôi xanh này. Three. Rồi Dạ ok. dạ dạ Rồi. em đọc nha thầy. Rồi rồi ok. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Rồi ok, có hai từ thầy sẽ sửa nha. Em nhìn này. Five. Đúng rồi, nó là Five. v. Thực ra là trong khi nói ấy, thì chúng ta sẽ không nói theo kiểu là five rõ ràng như thế đâu. Nhưng mà chúng ta đang tập mà, thế nên là chúng ta nói five cho nó quen đấy. Đến lúc chúng ta nói chúng ta giọng nhẹ đi là vừa. Ví dụ như thầy nói one, two, three, four, five. Đúng không? Five. Nó chỉ nhẹ như thế thôi cũng được. Nhưng mà vẫn nó vẫn phải có. Rồi, tiếp này cái từ ten, các em bật bật hơi cho thầy một chút nào. Ten. Ten. Ok, good. Bởi vì nó sẽ phân biệt với âm thờ của tiếng Việt nhé. Tiếng Việt hay nói là ten. Thực ra là cả kể các em có nói là ten thì người ta nghe người ta cũng vẫn hiểu thôi. Nó cũng chả làm sao đâu. Nhưng mà nghe nó sẽ hơi nặng cái giọng tiếng Việt một chút. Kiểu gì người Việt thì cũng có Việt Nam accent, tức là cái giọng vùng miền tiếng Việt, khẩu音. Thế nhưng mà lại đá tiếng Trung rồi. Thế nhưng mà vấn đề là mình tránh nó được càng nhiều càng tốt ấy, thì người ta nghe người ta sẽ hiểu mình rõ hơn, dễ hơn. Rồi bạn Loan nào, đọc cho thầy từ 11 đến 40 nào. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ồ, dừng dừng dừng, cái gì đây? Đâu có phải là file đâu em. Y mà, âm y mà đúng không? 15. Fifteen. Rồi. Sixteen. Rồi, ok. Em cứ đọc, em cứ đọc tiếp đi, Seventeen. đến 40. Eighteen. Nineteen. Rồi. Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Ok. Thầy sửa một chút này. Đây nhá, em đọc cho thầy này. 11. Eleven. Rồi, các bạn nhớ nhá, trọng âm nó rơi vào âm thứ hai, trọng âm là cái gì? Là cái mà nó đánh dấu phẩy bên trên cùng này này. 11. Ví dụ như là mình đọc 11 thì liệu người ta nghe người ta có hiểu không? Nếu như có ngữ cảnh, ví dụ như 11 people,
và người ta biết là ở có 11 người tham gia cái nhóm đấy rồi thì người ta nghe người ta sẽ đoán được, giống như cả 11 đúng không? Thì giống như các bạn nước ngoài các bạn ấy nói ấy. Thì người ta nghe người ta cũng sẽ vẫn đoán ra, người ta có hiểu phần nào thôi, nhưng mà nếu mình đọc đúng là 11 thì làm sao người ta nghe người ta sẽ hiểu ngay, nó không có thắc mắc gì cả. Tiếp này, cái từ 13, nhấn vào cho thầy từ teen nào. Lan ơi. Thirteen, Sợ thirteen, 13 13. 13. thirteen. Rồi ok. Thấy thoải mái hơn chưa? Rồi các bạn đọc theo thầy nha. Lúc nãy là đến 60 đúng không? Các bạn lưu ý đọc lại này, 6 nó có s nhá. 60. 60. Nó khác với 16, 16 trong âm nó rơi vào teen đúng không? Và các bạn lưu ý trong khi mà các bạn nói mà các bạn nói 60, người ta không hiểu là 16 hay là 60, thì các bạn có thể nói là 60, 60 tức là 60. Còn nếu mà 16 các bạn thể nói là 16, nói như thế được nhé, không sao đâu. Tức là ví dụ như là người ta nghe mãi người ta không hiểu mình ấy, hoặc là mình nghe người ta nói 16 hay 60, is it 60 or 16 đúng không? 16 hay là 60 được nhé. Các bạn có thể nói như thế để cho nó rõ ràng được, không sao cả. Tiếp nha, các bạn đọc theo thầy này, 70, 80, 90, 100. Các bạn lưu ý cái từ này nó nối âm drit này, 100, 1000, 1000, million, billion. Đúng không? Nó rất dễ rồi, sau này chúng ta sẽ gặp nhiều nên là thầy sẽ không dạy kỹ nữa. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái âm tiếp theo là p, đúng không? Các bạn mắm môi vào với nhau này, đúng không? Nó sẽ rung. Và ví dụ như mà các bạn dùng cái giấy ấy, hoặc các bạn để tay vào trước miệng ấy, thì cái hơi nó ra nó sẽ mát tay một chút. Còn nếu như pờ của tiếng Việt nhé, âm pờ của tiếng Việt thì làm sao? Nó rung ở họng nhưng nó không có ra hơi. Pờ, pờ nó không rung. À nó rung nhưng nó không ra hơi. Và đấy là phát âm nó không chính xác với âm pờ này. Đúng không? Các bạn đọc theo thầy nhá. Pretty. Pretty. Tiếp này, important, important. Hoặc là cái từ important, các bạn important luôn, không phải tần nữa. Important, pretty important. Cả hai câu nhá. Lại này, pretty, pretty important. Là khá là quan trọng đúng không? Pretty là hôm trước thầy dạy rồi, khá là important. Thì các bạn học ở chương trình phổ thông các bạn đã biết là quan trọng rồi. Thế bạn Nhi đặt cho câu cho thầy nào. Cô ấy khá là xinh. À cô ấy xinh đi. Thưa thầy là she is Xinh. pretty. Đúng rồi. She, nói lại cho thầy nào. She. She rồi, is. is Có ghép em. Cố gắng rồi cố gắng is pretty. Rồi ok, thầy is cảm ơn. Tức là khi mà các bạn nói với người nước ngoài she is pretty đúng không? Thì người ta sẽ Dạ. hiểu. Đó. Tiếp nào. Anh ấy rất quan trọng với tôi nào, bạn Phương nào. He is Với tôi. very important Cái with nó khác với to, là phải là important to me. Đối với tôi thì nó phải là to nhé. me. Dạ. To me, đối với tôi là đối với tôi là người khác. Đối với các bạn thì là to me. Còn cái từ with me là đi kèm với tôi. Ví dụ như bạn có muốn đi với tôi không? Do you want to go with me? Tức là đi kèm với tôi không? Được chưa? Còn quan trọng đối với tôi là nó hướng tới các bạn và nó tác động đến các bạn cơ mà. Thì nó sẽ là to me nhá. Các bạn hãy phân biệt giúp thầy hai cái này. Rồi. Thì sẽ là nói là he is important to me. Rồi. Hoặc là ví dụ như là các bạn nói là cái đó, that is pretty important, that is pretty important đúng không? Thì có nghĩa là cái đó khá là quan trọng. Cái pretty nó ngoài tính từ nó có nghĩa là xinh đẹp, xinh về gương mặt ạ, ngoài ra thì nó còn có nghĩa là khá là tương đối đó. Tiếp này âm bờ thì rất là dễ rồi, nó giống như bờ tiếng Việt đấy, busy, b busy, b busy là bận, B là con ong, hôm trước học rồi. Bạn Loan nào, bạn có bận không? Họ đặt cho thầy câu hỏi đó.
You. Bạn có bận không? Đấy là câu hỏi hay là câu trần thuật? Câu hỏi ạ. Rồi, các bạn lưu ý nhé. Thế bình thường là bạn bận thì nói như nào? You gì? You. You are busy đúng không? Phải có to be, bởi vì busy nó là tính từ trước, nó phải có to be này. Thế bây giờ câu hỏi thì nó phải đảo to be lên trước là are you gì? Are you busy? Đúng rồi, are you busy? Lên giọng của câu giúp thầy này, are you busy? Are you busy? Rồi, bạn có bận không? Bây giờ trả lời luôn cho thầy. Tôi khá là bận. Tôi là gì? Loan luôn. I Ai đúng không? am To be của nó là am. Khá là gì? Pretty đúng không? I'm pretty busy. busy. Đúng rồi. Are you busy? I'm Busy. pretty busy. Now cũng được. I'm pretty busy now. Hoặc là các bạn chỉ cần đơn giản nói là I'm pretty busy. Là tôi khá là bận. Cái câu này nó giống như cái từ này là khẩu ngữ ấy. Tức là nó hay nói. Nó thay vì cái từ very mà các bạn vẫn hay nói. Nói very rất 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 mãi nó chán đúng không? Ừ. Mày có bạn ông ta cũng hơi bận. Tiếng Việt đôi khi mình nói ta không nói là ta rất bận mà ta hơi bận ấy. Thì chúng ta có thể nói là pretty. I'm pretty busy. Đấy à. Hoặc là ví dụ như là thầy nói câu này nhá. Bạn Nhi nghe thử và thử dịch cho thầy. He is pretty good. He is pretty good. Nghĩa là gì? Anh ấy khá giỏi ạ. Đúng rồi. Khá là giỏi hoặc là khá là tốt. Tốt theo cái kiểu là người tốt không phải là người xấu ấy. Hoặc nếu như mà đánh giá nhân viên ấy, oh, he's pretty good. Thì có nghĩa anh ấy là giỏi, một nhân viên giỏi. Rồi. Từ tiếp theo là từ đây này, đọc như tờ, nén hơi, chỉ bật hơi, họng không rung. Nghe nó có phức tạp không? Có. Thì đây nhá, các bạn đọc này. Đây là hàm trên của các bạn này, đây là cái tay bên dưới là lưỡi này. Đó, ra là xong. Ten, đó, thay vì đọc là ten hoặc là ten thì chúng ta bật hơi ra một chút, ten. Ví dụ nha, khi mà thầy nói actually there are 10 people in my family thì có phải là there are 10 thì nó phải là một chút không? Mình sẽ không bật nhiều quá ten như lúc mình tập nói, nhưng vì mình đang tập nói mình nói nó rõ ra thì đến lúc mình nói bình thường nó rớt mất là vừa đúng không? Ten là 10, toys là gì? Là đồ chơi đúng không? Ví dụ như nói là em trai tôi có 10 món đồ chơi thì sẽ nói như thế nào nhỉ? Bạn Phương nào? Em cho tôi có 10 món đồ chơi hả Đúng rồi. thầy? Dạ, Em trai cơ mà I ai là tôi rồi đâu em? have em nhập nhầm Em trai của tôi nào? my Em trai của tôi nào? My my daughter em trai không phải là con gái, my daughter đấy. daughter daughter No, daughter là con gái em. Cái từ này này. Đúng không? Hôm trước chúng ta học là con gái mà. Em hoặc trai là là phải là gì? Bra go brother. Brother. Ừ, đúng rồi, my brother có. Mai mai gì thầy quên thì em không biết đọc Em đó trai. Ôi ôi này này sao sao làm sao mà đi phiên dịch được. Phiên dịch là một nghề kiếm tiền khá là dễ nha các bạn. Nên định hướng, ví dụ em rất là thích phiên dịch nên này. Các bạn kết bạn Facebook với thầy thì sẽ thấy là, hoặc là Zalo cũng thấy là thầy thỉnh thoảng thầy đi phiên dịch đấy. Thực ra là tiền thì nó cũng không quá nhiều nhưng mà chúng ta học được nhiều cái, gặp được nhiều người, va chạm được nhiều, nó cũng khá là thú vị đấy. My brother thì là em trai tôi đúng không? Có 10 món đồ chơi. Nào, cứ từ từ từng từ một nào. Em trai tôi rồi nhá. Có. My brother has ten Thì my brother là ngôi thứ ba số ít đúng không? Thì nó phải là has. has Đúng rồi. ten Ten. Món đồ chơi. toys. Toys. Đúng rồi. Đọc lại cho thầy cả câu nào. My brother has ten toys. Brother. 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 Ok. Ok, thầy sẽ bảo bạn trợ giảng để hướng dẫn các bạn dùng Elsa. Nó cũng không khó quá đâu. Cũng sorry các bạn là thầy dạo này cũng nu vu quá. Nên là thực ra những cái việc mà sử dụng Elsa các thứ là trợ giảng hầu như là các bạn sẽ hỗ trợ. Chứ còn thầy chỉ tập trung vào chuyên môn thôi. Mỗi người một mảng việc cho nó đỡ bị chồng chéo công việc với nhau ấy.
Rồi cái từ đờ nha, gần như thôi nhá. Nó không là đờ trong tiếng Việt đó. Tiếng Việt đờ của tiếng Việt nó hơi bị nặng. Hiểu không? Tức là ví dụ như là đi, đứng thì nó hơi bị nặng, nhưng mà trong tiếng Anh là đi, đứng kiểu vậy, đi, đứng. Thì cái từ dead, dead dog, đúng không? Dead dog. Đó, d. Thì đây này, cái lưỡi của các bạn nhé. Đây là hàm trên này, đây là cái âm t, đúng không? Thì âm đờ nó giật vào bên trong một chút giữa cái vòng lưỡi này. D. Đó, bật ra. Thì thay vì nói là đờ trong tiếng Việt nó nặng đúng không? Chúng nói d, nó hơi đẩy, hơi đẩy lưỡi ra một chút. Dead dog. Rồi. Nhi nào, nói cho thầy nào. The dead có nghĩa là gì nào? Thầy là cái chết Dead là tính từ là chết. Còn à? death có th đằng sau ấy thì mới là cái Vâng. chết danh Danh từ. từ. Đúng rồi. Thế ví dụ như là dog là con chó đúng không? Vâng. Thì đôi khi là ví dụ như là cái chuyện này nó hơi buồn một chút, nhưng ví dụ giả sử mà con chó nó bị cái xe nó cán qua ấy, thì mình nói là cái con chó đấy nó chết mất rồi. Thì sẽ nói như thế nào? Just dog cua dài. Đang học từ dead mà lại nhét từ die vào đấy là sao em? That dog hoặc là the dog đều được nhé. Vâng. The là đã xác định rồi đúng không? Biết con chó nào rồi. Vâng. Is. Bây giờ nó vẫn chết mà, đúng không? Dead is dead. Được chưa? Vâng. Rồi, thế ví dụ như là các bạn thử xem là cái câu này nó nghĩa là gì? You're dead. Hoặc là you're dead meat. You're dead or you're dead meat có nghĩa là gì? Mày là miếng thịt chết, tức là mày chết chắc được, ví dụ mày không thoát được chỗ đâu con trai, to be continue ấy đó, you're dead meat đúng không? Các bạn hay nói cái câu đó. Hoặc là ví dụ nhé, các bạn có nghe được cái chuyện từ mặt con cái bao giờ không, tức là bố mẹ không nhìn mặt con ấy, có đúng không? Thì ý là giống như kiểu là tao coi như nó chết rồi, nghe thì nó hơi tiêu cực nhưng mà thực tế là trong tiếng Việt mình có nói tao coi như nó chết rồi thì là he, nó đấy, thằng con trai đấy, is dead to me, với tôi đúng không? Đối với tôi á, he's dead to me. Tức là với tao thì nó coi như là nó không còn, he's dead to me. Có thể nói như vậy được, thấy chưa? Rồi chúng ta chuyển qua một từ khác đi, mà đỡ bị tiêu cực này. Âm ch, các bạn đọc nào, chill. Có âm l cuối nhá, chill, chill. Hơi dài quá thôi. Chill, teacher, chill, teacher. Chill có nghĩa là chill, chill là nó chill chill ấy, các bạn hay nói là chill chill ấy, đó, đúng không? Chill đấy, nhưng mà nó đọc đúng hay là có chill, 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 come on, chill là ở vui lên đi, buông thả đi, phang sung đi, thoải mái đi, đúng không? Teacher là giáo viên. Rồi cái này thì cũng không có gì nhiều để ví dụ đâu. Bây giờ một bạn đọc thử cho thầy, bạn Loan nào, đọc thầy cho thầy hai cái từ này nào. Chill, teacher, Bật hơi ra một chút nào. Teacher. teacher. Rồi ok. Nghe thấy là người ta cũng đã hiểu rồi. Rồi đương nhiên là các bạn mấy buổi đầu nó không thể nào mà kỳ vọng mà sẽ đọc đúng được ngay nhé, nhưng nó tương đối, nó khoảng 60%, 50 50 đến 60% mà người ta nghe người ta hiểu được là thầy sẽ dừng nhé. Thầy không sửa nhiều của các bạn quá đâu. Dần dần chúng ta sẽ học, cứ dần dần chúng ta sẽ sửa được, được chưa? Tiếp này âm g, g các bạn đọc cho thầy. Thực ra nó không quá nặng như thế, khi mà nói nó không quá nặng như thế, nhưng đang tập nên là các bạn đọc nặng như thế sau này nó giảm đi là vừa g. Ví dụ nhà thay nói, thay vì nói là June đúng không? Chúng ta đọc là g, June, June, u dài mà, June, n, âm n cuối nữa. June là tháng mấy nhỉ? Bạn Loan nhỉ? June là tháng mấy? Loan ơi. Nào bạn. Dạ, tháng sáu ạ. Đúng rồi, thế July đọc cho thầy nào, July. July. Rồi, thực ra cái từ này các bạn đọc July, July cũng được nhé. Thế là thầy đã nghe thấy người ta đọc là July, mặc dù trọng âm rơi vào hai. Thế là các bạn nhấn vào July cũng được. Chẳng sao đâu, người ta nghe vẫn nghe ra, chắc chắn khẳng định là nghe ra luôn, bởi vì thực ra là thầy đi phiên dịch nhưng mà thầy nói người ta cũng vẫn nghe ra, chưa thấy ai hỏi lại đâu. Chờ có những cái từ nhất định mà mình nói mình nghĩ là người ta hiểu nhưng người ta hỏi lại thì là người ta sẽ không hiểu, còn mà người ta nghe người ta hiểu được thì là không sao. Rồi đọc cho thầy nào, June, July. Loan đọc nào.
June, Đúng rồi. Tiếp này. K đúng không? Âm các bạn đọc nào. Bật hơi. Nó phải bật hơi đấy nhá. Đây này. Đây là hàm trên này. Cái răng cái, à, cái lưỡi của bạn ấy. Âm thì đặt ngoài đúng không? Âm âm đờ thì đặt ở ở giữa giữa cái vòm này đúng không? Âm ca thì đặt ở giữa cái tờ và cái đờ đó. Đặt bày hơi một chút. Đó. Đọc này, car. Thay vì nói là ca đúng không? Mình nói là car, key, car, key, car, key, car, key. Rồi, bạn Nhi nào, đọc cho thầy nào. Đây là car Ừ. key. Rồi, car key nếu mà đọc em biết hai từ này không? Có ạ. Rồi, đọc ghép vào với nhau car key có nghĩa là gì? Có nghĩa là chìa khóa ô tô ạ. Rồi, thế ví dụ nói là tôi mất chìa khóa ô tô rồi. I lost my car Đúng rồi, I lost có S đúng không? Lost my car key. key. Car key một âm hay là hai âm nhỉ? Một âm. Nếu như mà các bạn khi bạn gõ văn bản, nếu bạn nào dùng văn bản nhé, khi mà các bạn đây này để một âm mà nó bôi đỏ như này tức là nó đang bị sai thì nó là hai âm. Đúng không? Rồi, I lost my car key. Rồi ok. Là tôi mất chìa khóa ô tô rồi. Nó cũng dễ thôi mà, âm g. Ví dụ như là cái từ con gà của tiếng Việt đúng không? Đọc bình thường con gà. Nhưng mà âm g của tiếng Anh nó là con gà. Gà. Các bạn dùng sờ đây này, sờ cái cổ này này, nó sẽ dùng con gà, gà đúng không? G g dog g g dog. Cái âm dog ngày xưa thầy cũng luyện mãi mới tập được mới mới luyện được âm này đấy, nên là mới thì các bạn chưa luyện được cũng không sao đâu. Các bạn hay bật nó thành âm ca dog, các bạn hay bị như thế, nhưng nó phải cái lưỡi của bạn đây nhé. Nè. Thì cái gốc lưỡi đây này, đây là cái gốc lưỡi này, nó phải giật cả cái gốc lưỡi này vào cơ, g g đó, g g giật cả cái gốc lưỡi vào nó mới thành cái âm này dog đó. Các bạn cứ giật đúng là được, g dog. Rồi, từ từ này nghĩa là gì nhỉ Phương nhỉ? Dạ, thưa thầy là tốt. Good là tốt, dog là gì? Là con chó này. Ừ. Ví dụ thầy nói là good dog, good dog là gì? Là một con chó tốt đó thầy. Ngoan ngoan, chó ngoan. Tức là giống như kiểu là mình thấy là con này nó làm một cái gì đó, nó ví dụ mình ném một cái que đi nhá, nó nhặt về đúng không? Oh, good dog, good dog, mình có thể nói như vậy, tức là gì ạ? Con chó ngoan, hoặc là mình có thể nói là good boy, good boy. Con chó nhưng mình gọi nó là boy nhé, tức là gì? Con trai chỉ như con chó thôi, đúng không? Người ta nói như thế, chứ người, cũng có thể là nếu mà là chó cái thì người ta có thể nói là good girl. Ngày xưa người ta không dùng nhưng bây giờ có dùng rồi. Good girl, good boy. Tức là ở ngoan lắm, giống như kiểu là tiếng Việt đôi khi mà ai đó nuôi gọi là sủng vật đấy, gọi là thú cưng ấy, thì làm sao ạ? Thì người ta sẽ ô con của mẹ, bố, ba các kiểu ấy, tức là xưng ba, xưng mẹ với lại cái con thú nuôi đấy á, chưa? Rồi ok, girl này, good dog. Rồi ok, cái này nó không có gì nhiều nên là thầy sẽ chuyển qua cái âm F tiếp theo nhá. Các bạn đọc này. Đẩy cái hơi ra. Bật hơi này, họng không rung này. Fast flight. Ví dụ nhá. Fast flight đúng không? Phở nó, đừng các bạn đừng đọc là phở light. Nó rõ quá, mà nó là full flight. Rồi. Thế ví dụ như là giả sử mà thầy, các bạn bảo ơ thầy ơi, thế ví dụ như là em đọc là fast flight thì nó mệt đúng không? Thì em đọc như nào? Thì các bạn bỏ âm T cuối ở cái từ này đi. Fast flight là xong. Fast flight. Đó là chuyến bay nhanh. Chuyến bay ngắn, chuyến bay hỏa tốc kiểu vậy á. Fast là nhanh đúng không? Thế ví dụ như là mình nói ô con chó đấy nhanh nhẹn lắm. Thì sẽ nói như nào Nhi nhỉ? Nhi ơi. Nào bạn mà Loan nào. Thế là Zero Zero Plus.
Fast đâu là tính từ đúng có không? Thì nó phải có gì? Có to be trước. Is fast. drop is fast Is is fast. fast Rồi, ok. The dog is fast. Là con chó đấy, nhanh, được chưa? Hoặc là the flight is fast. Tức là cái chuyến bay đấy nhanh, được chưa? Rồi. Tiếp này, âm v, have và love. Cái từ love thì các bạn có thể nghe đâu đó nó sẽ đọc gần giống như ơ một chút, love, 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 kiểu như vậy. Thật ra là các bạn đọc là love hay love thì ví dụ các bạn nói là I love you hoặc I love you thì người ta nghe người ta cũng vẫn hiểu thôi, không đến nỗi là người ta không hiểu đâu. Nên nó cũng không không quá, âm này nó không quá quan trọng ở cái a với ơ này. Rồi tiếp nhá. Have, have, love. Rồi ok. Have có nghĩa là gì nhỉ? Nhi ơi bật được mic cho thầy không? thưa thầy là hát nghĩa là có Đúng rồi. Thì ví dụ như là tôi có một em trai, một em gái. have a brother and a Em gái cơ mà có phải con gái đâu. Sister. daughter Nói lại cho thầy nào. Sister. sister Rồi ok, các bạn đừng nhầm giữa daughter với lại sister nhé. Daughter là con của mình đẻ ra, con gái mình ấy. Còn sister là con của mẹ mình đẻ ra cơ. Hoặc cả cái mẹ mình nhặt ở bụi chuối về nuôi ấy. Nhưng mà nhặt trước mình thì cũng cũng phải là gì ạ? Là sister nhá. Rồi, ok. Các bạn ngày xưa có bị trêu là nhặt ở bụi chuối về không? Hay nhặt ở thùng rác hay là nhặt ở đường không? Ngày xưa thì thầy hay bị mẹ trêu là nhặt ở trên rừng. Rồi, have là có đúng không? The love là yêu. Thì ví dụ I love you rồi, à, em yêu anh yêu em. Tầm tuổi các bạn là bắt đầu yêu đương các kiểu rồi đấy. Thầy ngày xưa tầm tuổi các bạn là bắt đầu thích một bạn nữ trong lớp rồi. Tiếp này, âm S nhé. Chúng ta quay âm S trước khi mà chúng ta học hai cái âm kia này. Six, đúng không? Các bạn đọc thử cho thầy nhé. Six, kisses, kisses. Các bạn lưu ý âm k bật hơi một chút này. Kisses, six kisses, six kisses có nghĩa là sáu nụ hôn đúng không? Hoặc là six là sáu này, kisses là các nụ hôn này, hoặc là động từ hôn này. Rồi một bạn là bạn Phương nào, đọc cho thầy cái từ này nào. Đọc hai từ luôn nghe một Đúng từ rồi, thôi. cả hai từ luôn. Six kisses. Đúng rồi, very good. Từ tiếp theo là âm z nhé. Thì âm là âm S đúng không? Rất là nhẹ nhàng ra, có hơi đẩy ra. Nhưng âm Z này z, cái răng của bạn ấy nó rung z. Ví dụ nosy, nosy, nosy cousin, nosy cousin. Rồi các bạn nói lại cho thầy này. Nosy. Rồi cousin. Rồi bạn Loan nào, đọc cho thầy thử hai cái từ đấy nào. Nosy, cozy, À, cousin. cousin, Ok, em biết từ nosy không? có Nghĩa là gì? à, em thấy cozy có nghĩa là tò mò. Đúng rồi, gọi là tọc mạch ấy. Tọc mạch tức là hay hay nhúng mũi vào chuyện người khác ấy. Từ cousin biết không? Cousin là anh chị em họ ạ. Thế ví dụ như nói là tôi có một đứa em rất hay tọc mạch thì nói như nào? Have, I have, đúng rồi. Ơ, một đúng không? A close nosy. No, 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 nosy cousin, bởi vì nosy là tính từ nó phải đứng trước. Hiểu ý thầy không? Vâng. Nói lại cho thầy nào. I have a nosy cousin. Rồi, ok, I have a nosy cousin. Như vậy là được. Rồi, chúng ta quay ngược lại với cái âm bên trên. Thì hai cái âm này nó như nào? Cái âm mà có giống giống hình số 6 nhưng mà nó ngược lại đây này. Thì các bạn đọc lè lưỡi này. Z là âm Z. Z. Father. Father. Z. Father. Đúng không? Z. Father. Các bạn cứ lè lưỡi ra là được. Z. Z. Father và z.
Được chưa? Thực ra đọc bình thường nên nó rất là nhẹ thôi. Nhưng mà chúng ta đang tập nên chúng ta đọc nặng hơn một chút. Z, z, pha z. Rồi. Bạn một bạn đọc cho thầy là bạn Nhi nào. Cho thầy là giờ pause. Ok. Anh thầy cảm giác là lưỡi em nó chưa lè ra được. Ý là cái lưỡi này. Z, pha z. Giờ pause. Rồi. Về nhà luyện thêm nhé. Nó vẫn chưa được ổn lắm đâu. Rồi ok, bạn Phương đọc thử cho thầy câu này nào. Father. Rồi ok, z z. The Rồi ví dụ nhé, giờ là người đúng không? Cả hoặc là vật mà đã xác định đúng không? Father là bố đúng không? Ví dụ như là bố tôi rất là bận thì nói như nào? father is busy. Rồi, my father is busy. Rồi. Được. Từ tiếp theo này, nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ dàng hơn. Có cái hình con mắt này này. Đẩy hơi ra nhẹ nhàng. Both. Both là cả hai đúng không? Both. Teeth. Both và teeth. Both. Teeth. Rồi bạn Loan đọc thử cho thầy hai cái từ này nào. Both teeth. Rồi, đọc lại cho thầy từ both. Both. Rồi, các bạn lưu ý nhé, đọc từ both thì âm cuối lưỡi của thầy vẫn để nguyên nhé. Both, tức là nó không rụt vào ấy. Both, đúng không? Thì nó sẽ ra ngay. Ví dụ như là both là cả hai đúng không? Cả bố và mẹ tôi đều là giáo viên. Thì sẽ nói như thế nào hả Loan? My Both, brother both and trước. Cả bố cả mẹ cơ mà. Both my father. bố và mẹ cơ mà, có phải là bố và anh đâu em. My father Mother. and Đúng rồi. mother. Là to be ấy. To be số nhiều thì sẽ là are đúng không? Giáo viên. The teacher. Không có the, không cần có the nhé. Vì nó không xác định, chỉ nói là giáo viên chung chung mà. Còn nếu ví dụ the teacher was good, was kind, tức là cái người giáo viên đó thì rất là tốt, thì có thể nói là cái buổi hôm đấy là các bạn đấy mắc lỗi đấy, nhưng mà the teacher was kind, tức là người giáo viên rất là tử tế, rất là hiền và thầy đã bỏ qua chẳng hạn như vậy. Both my father and Thầy 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 em có thắc mắc ơi ơi. cái âm giờ với cái âm đầu tiên đó thầy, âm giờ như cái lưỡi cái cổ họng mình nó rung đúng không thầy, còn cái âm đó, cổ họng của mình nó không có rung đúng không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Thực ra là cổ họng này, cái âm z, các bạn cổ họng các bạn sẽ rung nhé. Các bạn cứ để ý là thầy ghép âm là như nào. Cứ một âm rung, một hai cặp này, một âm sẽ rung, một âm sẽ không. Ví dụ như là z sẽ rung, sẽ không, sẽ không rung, z thì sẽ rung này. Đây nhá, thầy thầy lượt lại một từ đầu này. Không rung này, b b nó sẽ rung này, b b không rung này, d nó sẽ rung một chút này, nó không rung này, j j nó sẽ rung này, k không rung này, g sẽ rung này, f không rung này, z sẽ rung này. Cũng như vậy, z, đáng ra là cái này thầy phải đẩy xuống dưới thì nó đang là rung và không rung ấy. Tóm lại là cái này này, đây này, như thầy nói là họng rung này, được chưa? Phát âm cái này thì phát âm chữ z, âm z, z được chưa? Âm z đấy. Còn âm s này, tính ra phải âm x thì đúng hơn. Tiếng Việt đấy, hai răng và họng không rung ở cái từ này nhé. Đó, rồi, ok. Cảm ơn bạn Phương đã phát hiện ra một cái này. Rồi, ok. Chúng ta đi tiếp nhé. Âm giống như từ sinh viên á, sinh viên đúng không? Thì special, các bạn đọc theo thầy nhá. Special, machine, special, machine. Thì các bạn special là gì ạ? Nào bạn Phương nào. Dạ thưa thầy là
nhân viên mà là đặc biệt. Đúng rồi, special, đặc biệt. Machine là gì? Như là So for example, nhà máy, washing machine. Washing nhà máy đúng không thầy? đúng rồi, máy Cái máy máy móc đó. Thế ví dụ máy máy móc ấy, ví dụ như là cái máy giặt thì là washing đúng không? Wash là giặt đúng không? Washing machine là máy giặt. Thế ví dụ như thầy nói special machines số nhiều ấy là gì? chứ thầy là mấy nhân viên thầy. Máy đặc biệt. Tức là ví dụ chúng ta máy chuyên dụng ấy. Ví dụ chúng ta cần máy chuyên dụng để mở cái con hàng này. Nếu các bạn đi làm công ty nó sẽ gọi là mở con hàng này hoặc là mở cái sản phẩm này chúng ta cần phải máy chuyên dụng hoặc là ví dụ như để mở bia đúng không? Chúng ta có cái dụng cụ chuyên dụng, chúng ta cần một cái máy chuyên dụng để mà mở cái chai bia này, ví dụ như vậy. Máy đặc biệt đấy. Ví dụ như hoặc là nói này, ví dụ như thầy nói như này thì nó sẽ nghĩa như nào nhé? My mother is very special to me. My mother is very special to me. Từ đây có nghĩa là gì? Câu đây nghĩa là gì Loan nhỉ? Dạ, thưa thầy là bố mẹ My mother. Mẹ của ai? mẹ của tôi ạ. Is very special to me. Ifrari là rất tốt. Special, special là đặc biệt. To Mẹ me là tôi với tôi, tức là một người đặc biệt với tôi. Ví dụ như đặc là biệt với tôi. mình hay nói tiếng Việt là với em mẹ là một người rất đặc biệt. Đó, tiếng Việt đấy, văn mẫu hay viết như thế đúng không? Đấy chứ. Chứ không phải là mẹ em giống như một bà phù thủy, bố em suốt ngày kêu la, đó, suốt ngày trấn tiền của bố em. Rồi, từ dr, dr. Nó giống phát âm ấy từ sờ nhưng mà nó phát âm âm z ấy. Gió, gió giống như từ gió trong tiếng miền Nam gọi là đọc một chút ấy. Usual, usual massage, massage nó không nặng quá như từ âm ch, nhưng mà nó không nó cũng gi một chút. Cái âm này nó cũng ít gặp nên là không các bạn cũng không quá lo lắng là các bạn sẽ âm phát âm này usual massage. Usual là gì nhỉ bạn Nhi nào? Nhi ơi. Dạ. Usual có nghĩa là gì em? Biết không? Có nghĩa là bất thường ạ. Usual là bình thường, unusual mới là bất thường em. Vâng ạ. Massage biết là gì không? Là sự xoa bóp Nó gọi là massage trong tiếng Việt đấy, đúng không? Vâng ạ. Từ usual là bình thường đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế ví dụ mình nói là bạn của em ấy, bảo là ôi hôm nay tao đi học rồi tao mỏi quá. Thì em nói là mày có muốn tao massage cho mày không? Thì sẽ nói như thế nào? Do Do you một một cái massage. Massage. want a Massage tức là một cái cuộc massage? massage ấy. Hoặc là do you want me to give you a massage? Đúng không? Do you want me là muốn tôi to give you là đưa cho bạn a massage là cái xoa bóp ấy. Hoặc là các bạn trong văn nói nhé thì các bạn ngoài cái cách nói nhé các bạn có thể wanna massage, wanna massage người ta cũng vẫn hiểu wanna massage được chưa, là người ta hiểu muốn massage không nói được như thế không sao cả. M thì nó rất là dễ rồi, tiếng Việt thì easy mà. My time thì my time là thời gian của tôi đúng không? Ví dụ như nói cái câu là tôi không có thời gian cho cái việc đấy đâu thì sẽ nói như nào bạn Phương nào? Dạ Tao không có thời gian cho việc đấy đâu, giống như kiểu là bạn em đang thích học tiếng Anh thì đúng không, bạn lại rủ đi uống trà sữa đi. Tôi không có thời gian cho việc đấy đâu thì nói như nào, hay là nói là ôi tao tao đi luôn ai không thì cho đúng rồi I don't có tôi không có gì thầy. không có thời gian time đang này time I don't time. có thời có đâu đã I don't I don't have để time. cho for
biết từ đấy không? For thế này, I don't have time for that. That là việc đó đúng không? That, I don't have time for that. Nó hay nói câu này thôi, ta không rảnh, ta không có thời gian, hay kiểu kiểu như vậy. Dù đi đâu làm gì thấy phiền đấy, mình sẽ nói cái câu đó. Rồi từ n thì là no one, one, no one. Đó. Các bạn đọc lại nhé. No one. Đó, không có ai, không một cái nào. Rồi, thì nó dễ rồi nhé. Thì chuyển qua cái khác này. Long. Cái từ này ấy, phần đầu của chữ ngờ trong tiếng Việt mình nói là ngờ đúng không? Nhưng mà mình nói cái phần đầu thôi. Long kiểu như vậy. Morning. Một chút. Nó là âm mũi, tức là âm mũi là âm như là khi các bạn bịt mũi vào ấy thì các bạn không đọc được cái âm đấy. Long. Nó có đẩy hơi ra một chút là long. Nó đẩy hơi lên đằng mũi giống như tiếng Pháp ấy. Tiếng Pháp thì đặt âm mũi luôn. Long. Ơi em. Cái âm này là thầy, cái lưỡi mình nó đặt ở dưới đụng đi trong cái phần họng đó thầy. Thôi nhá. Long. Long. À, Cái lưỡi âm mình đặt ở dưới không không chạm vào đâu cả, bởi vì là cái âm này nó không phải là âm lưỡi, âm này nó là âm họng mũi, thế nên là nó không, lưỡi mình không không chạm vào cái vòng vòng trên của phần họng họng đâu. Ngờ, à. Lưỡi thầy này, à. Ngờ, ngờ, ngờ. Đúng không, không không chạm vào đâu cả. Long morning đó, long morning là buổi sáng dài đúng không? It is a long day. It has been a long day. Tức là hôm nay ngày hôm nay quá là dài rồi. It has been a long day. Đó. Rồi, chúng ta tiếp này. His, the house. His house. His là của anh ấy đúng không? House là ngôi nhà. Lại nhá. His house. Sorry. Thầy đọc lại nhá. His, âm Z rồi này. House. Âm S các bạn để thoải mái ra. His house. Rồi bạn Nhi nào. His house có nghĩa là gì? có thể là ngôi nhà của anh ấy ạ. Rồi ngôi nhà của anh ấy xinh lắm. His house is very pretty. Y nha, pretty. His house is very pretty. His có S nha. House cũng có S này. Đọc bình tĩnh cho nha. His His house. house Rồi. house Bạn ơi. is very pretty. E pretty, pretty, pretty. Pretty. Rồi, rồi. His house is very pretty. Là ngôi nhà của anh ấy rất là xinh được chưa? Hoặc là chúng là his house is very far from here. Far là xa, from here là cách ở đây, tức là cách đây xa lắm. Đúng không? Âm l thì dễ rồi đúng không? World, world, world là sẽ, help. Có âm l ở giữa này, help. World help là world là gì ạ? Bạn Phương nào, đọc cho thầy nào. Này Đọc hai từ đó. will Đúng rồi. help Rồi, world help là gì? Em có biết cái từ này không? là sẽ giúp thầy. Đúng rồi. Thế ví dụ như là tôi sẽ không giúp nó đâu, thằng đấy đâu, bởi vì lại có thể là em ghét cái thằng đấy. Em nói là tôi sẽ không giúp nó đâu thì sẽ nói như nào? I won't help. Tôi sẽ không giúp nó đâu. Đây, cứ bình tĩnh nhá, cứ bình tĩnh này. Tôi là gì đã? I rồi sẽ. will World, world cong lưỡi lên một chút em. I will will không, will không not không. Đúng rồi, I will not help help him. him. Rồi, thực ra là sau này các bạn học sau này nối âm help thì nó nối âm như thế, nhưng mà bây giờ các bạn đọc bình thường, các bạn cứ đọc tách cho thầy không sao cả. I will not help him. Nào, đọc lại cho thầy như thế nào. I will not help him. Rồi, từ not em không nhất thiết phải bật âm T cuối đâu vì nó hơi mệt. Ví dụ I will not help là được nhé.
Rồi, ví dụ bạn Loan này, tao không muốn giúp nó, tức là bản thân em có khả năng giúp nhưng em không thích cái thằng đấy. Tao không muốn giúp nó thì sẽ nói như nào nhỉ? I not will help him. Không nhá, để will là sẽ nhá. Thầy bỏ cái từ will là đi, chỉ dùng đến từ help thôi đã nhá. Tao không muốn giúp nó. Tao là gì đã? À. Đúng rồi, không muốn. Nó Don't muốn want. là Cái sẽ không nhá thì là will, các bạn không phải, tức là các bạn để mà nó không bị rối á thì các bạn cứ nhớ là gì? Không muốn thì là don't want. Bởi vì các bạn chưa học sâu về ngữ pháp, thầy chưa dạy. Hoặc là các bạn nào đã biết rồi thì nó sẽ khác. I don't want thì là không muốn, còn tao sẽ không thì là will not. Các bạn cứ nhớ như thế là được, được chưa? Sẽ không là will not, còn don't want thì là không muốn. Vì là cái này nó ở hiện tại đơn, cái này nó ở tương lai đơn, hai thì nó khác nhau. Nên là chúng ta sẽ dùng hai cấu trúc nó khác nhau. Thì các bạn cứ nhớ là khi mà thầy nói là tôi, hoặc là các bạn muốn nói là tao không muốn giúp nó, thì các bạn cứ dùng don't want. Thì có phải là cái này ấy, thực ra nó là do not want. Được chưa? I do not want. Tao không muốn. Thì nó giống như will not, chẳng qua là cái will này nó ở tương lai. Tao sẽ không làm việc đó. Tức là khi bạn nói đấy, cái việc đấy nó xảy ra. Còn cái việc mà bạn không muốn hiện tại bây giờ nó đã xảy ra rồi, nó đang xảy ra đây. Nó không muốn, bạn không muốn nó xảy ra. À, bạn không muốn làm cái việc đó. Thì đó, nó là hiện tại đơn do not như này. Chẳng qua là mình nói tắt thì mình nói là don't. Đúng không? Giống như là cái will not, nó tắt nó sẽ thành gì đấy? Won't. Nó bằng với cái từ này này. I won't help him. Giống như bạn Phương lúc đầu bạn ấy nói ấy. Loan hiểu cái này chưa? rồi ạ. Rồi, ok. Bây giờ cứ dịch bình thường như cho thầy nhé. Tao không muốn giúp nó đâu. I don't want Đúng. help One phải đi him. với gì nhỉ? One phải đi với two. I don't want to help him. Nói lại cho thầy nào. I don't want to help him. Help, nó có âm p l giữa em, help him. Help. Ừ. Về nhà luyện thêm nhé, là nó sẽ được. Rồi âm r, các bạn đọc cho thầy từ rổ rá. Bình thường các bạn đọc rổ rá thì nó rung lưỡi bần bật lên đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta đọc rổ rá, không rung lưỡi. Bạn Nhi đọc thử giúp thầy nào. Nào, Nhi cố gắng nào. Okay. Ready. Không, ý là đọc rổ rá thôi đã. Rộ Đấy giá. là rổ giá. Giá giờ ZD mất rồi. Rổ rá. Nghe thầy đọc không? Rổ. Đúng rồi. Rá. Rộ giá. Đóng Rá. cửa nhá. Rá. Giá. Rồi đó, kiểu như vậy. Tức là âm R ở trong tiếng Anh ấy, nó cong lưỡi vào nhưng nó không rung như tiếng Việt. Tiếng Việt là rung rổ rá, rung bần bật lên, đúng không? Nhưng mà tiếng Anh không. Rổ rá. Đó, ví dụ tôi đã, các bạn đọc theo thầy nha. Really. Really. Green. Really. Really green. Really. Ear, ear đúng không? Really. Really green. Rồi Nhi đọc thử cho thầy cái hai cái từ đó nào. Okay. Red, green. Rồi. Con chỉ học Thế thế câu đấy nghĩa là gì hả Huyền? Cái hai cái từ đấy ấy. thưa thầy là thực sự xanh ạ. Đúng rồi, rất xanh nhá. Mình dịch là rất xanh, ví dụ như là the grass is really green, mình nói là cỏ thì nó rất là xanh. Chứ mình không không mấy khi tiếng Việt thực ra nhé, không mấy khi mình dùng cái từ này với nghĩa là thực sự đâu, mặc dù là mình được học như thế thôi, nhưng mà thường mình sẽ dịch là rất, he's really good, nó rất tốt. He's really lazy, nó rất là lười, chứ mình không nói là mình nó thật sự lười, mà mình hay nói là nó lười thật sự, đúng không? Ồ, thôi không sao. Tiếp nhá, các bạn đọc word này. One. One là muốn đúng không? One là một. Rồi, want. One. Tôi muốn một cốc cà phê thì sẽ nói như thế nào hả Phương? Phương ơi. I Bạn lưu ý nha, tôi sẽ want to coffee. I want to coffee.
COVID. I want, nếu như to ấy thì nó phải đi với verb đúng không? To have a cup, một cốc of coffee. Rồi I want to have, có một cốc cà phê. Còn nếu như bạn không muốn có to ở đây thì bạn đưa thẳng danh từ vào luôn. I want a one cũng được. I want one cup of coffee. Chúng ta đang học từ one đấy mà. Như này là được. I want one cup of coffee. Ok chưa? Phương. Hiểu cái này, hiểu cái này chưa? Rồi. Tức là khi nào có to, khi Em sau nó có thấy động từ. Khi nó có sao mình dùng hết với thầy. hả? Cái sao mình dùng hết với Tại sao lại không dùng hát nữa hả? thầy. Không biết là tại sao mình dùng hết mà mình không có bỏ nó đi với Thì nếu như em muốn dùng to đúng không? Thì nó phải có một động từ đằng sau. Tôi muốn làm cái gì đó thì nó mới là want to. Còn tôi muốn cái gì đó thì đằng sau nó là danh từ ấy, thì nó không cần có to nữa. Hiểu chưa? Ví dụ nó nói cái câu này nhá. I want you là gì? Tôi muốn bạn. Ở cái câu mà tôi chọn bạn ở trong mấy cái chương trình ca nhạc nó hay có ấy. Nhưng I want to go with you thì lúc này phải, nếu như sau nó là động từ đi đứng nói cười các thứ ấy, tôi muốn đi cùng bạn cơ mà, thì nó lại khác, hiểu không? With you, I'm sorry. Hiểu chưa hả Phương? Tức là bây giờ các em sẽ không thể nào mà một phát mà nắm được ngay, nhưng dần dần nó sẽ ngấm, tức là sau nó là danh từ thì không cần có to nữa, sau nó có động từ tao muốn đi thì want to go là cái cụm đấy mình phải để vào, được chưa? Cái này thực ra nó thuộc vào phạm trù ngữ pháp. Còn nếu như mà trong cái quá trình các bạn nói nhá, các bạn không cần have cũng vẫn được. I want a cup of coffee hoặc I want a coffee vẫn được nhé. Tức là nói giống như là tôi muốn một cà phê, tôi muốn một tách cà phê, tôi muốn cà phê được mà đúng không? Chẳng qua là bình thường này nó lại chị ơi cho em xin một ly cà phê đúng không? Nói đúng thì sẽ là như thế, nhưng mà cả các bạn nói sai thì người ta vẫn hiểu cơ mà. Đấy là văn nói. Còn ngữ pháp để mà chúng ta đi thi các thứ thì nó lại khác một chút. Rồi tiếp nhé. Từ giờ này các bạn đọc là giờ, yin. Yin là âm, âm dương ấy. Yang là dương, dương. Đến bạn nào, bạn Loan nào? Loan ơi, yin. Xin. Giờ. Dạ. Yin. Xin. Rồi đúng rồi, yang. Dạ. Rồi, yin. Các bạn lưu ý cái âm này và từ màu vàng ấy, các bạn hay đọc là yellow ấy. Là giờ, yellow. E, yellow, yellow, yellow. Ra là năm 2018 khi mà thầy đi làm phiên dịch ấy, thầy mới biết được cái này đấy. Bởi vì mình bị quen âm ấy, yellow ấy. Thế là cái bác người Mỹ đấy, bác mới hỏi, hả, mày nói cái gì ấy? Thì thầy mới bảo cái từ này này, cái từ màu vàng này này, thì thầy phát âm bằng giờ, yellow, thì nó bị thầy sai âm giờ, sai. Thì bác cứ dạy là cái này lưỡi nó không để vào đâu cả. Giờ, giờ, giờ. Yin, yang là được. Đó. Cứ mỗi ngày chúng ta lại học thêm một cái mới là được. Rồi nhé. Một lát nữa thầy sẽ gửi cái TikTok của thầy vào trong ấy. Các bạn, nếu mà các bạn có chơi TikTok không nhỉ? Thế thầy làm sao? Ok. Bởi vì là thầy đang nghĩ là Ok. nếu mà các bạn chơi TikTok thì thầy có đăng lên trên TikTok ấy, nó có những cái câu mà thầy dịch ấy. Thì các bạn học thì nó sẽ, mà một lát nữa thầy gửi video cũng được, không sao cả. Các bạn đọc một lát nữa thầy sẽ gửi. Cái gì nhỉ? Tiếp là các bạn đọc nhé. Cái này sẽ là bài tập về nhà các bạn tập với Elsa để thầy bảo báo với trợ giảng để cho bạn ấy hướng dẫn. Bên thầy có video hết rồi mà. First có S này, first, second, nhanh nhá. Third, fourth, fifth, sixth. Tiếp này, ngày này, Monday, Tuesday, có âm dép giữa, Tuesday, Wednesday, nó D cầm nhá. Và âm NE, D NE này cầm này. D cầm và E cầm này, Wednesday, Thursday, có SZ ở giữa, Thursday, Friday, Saturday,
Sunday. Tháng này. January. January. February. February. March. April. April. Ồ, con nữa lên nhá. May. Rồi, tiếp. June. Cái này học rồi này. July học rồi này. August tháng 8. September trong âm dương âm 2 nhá. September. October. October. Tiếp này, November. December. Rồi, từ quarter là quý. Một năm thì có 4 quý, một quý có 3 tháng đấy. Quarter. Year, giờ nhá, âm giờ nhá. Year. Decade. Century. Century. Hoặc là các bạn đọc nhanh thành century. Tree, tree, century. Millennium, thiên niên kỷ. Từ này ít ít gặp. Millennium. Rồi. Chị ơi, chị có dặn các bạn gì không ạ? Alo. Chị ơi. Ơi, cũng không em ạ. Dạ. Chắc là cứ thế đi cho các bạn cài Elsa cho quen đi. Dạ vâng. Cái gì nhỉ? Các bạn có câu hỏi gì Các bạn có hỏi thầy cái gì không? trong bài học ngày hôm nay không nhỉ? Hoặc là có câu hỏi gì các bạn cứ nhắn vào trong nhóm Zalo được nhé, thầy sẽ giải đáp. Lúc nào mà thầy bận thì thầy sẽ giải đáp sau, còn các bạn cứ nhắn. Thì cứ học để chị xem lại nhưng mà cứ mà mấy buổi tới thì mình vẫn học phát âm cho hết đúng không? Cái này thì xong phát âm rồi chị ạ. Mấy buổi tới là bắt đầu học vào các cái chủ đề khác nhau. Ví dụ như là buổi tiếp theo là chúng ta sẽ học đến thông tin cá nhân, tức là các bạn sẽ nói được những câu này rồi. Tên bạn là gì, bạn làm nghề gì, cái gì cơ, số điện thoại của bạn là gì, tên em gái bạn là gì, tên tôi là Phi. Tức là ý là giới thiệu cơ bản, cứ dần dần như thế. Nó có cái trình tự nó khá là rõ ràng đấy ạ. Thì xong sau đó thì gọi điện thoại thì sẽ nói như thế nào, nghe điện thoại vân vân vân. Tức là cái từ vựng nó sẽ xây dựng dần 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 lên. Nhưng mà các bạn phải học từ vựng bài trước thì mới đọc mới làm được bài sau nhé. Nên các bạn cố gắng về nhà học từ vựng nhé. Ok, hiểu rồi. Ê, đã cảm ơn thầy nha. Dạ vâng, chào cả lớp, em chào chị ạ. Rồi, chào thầy giáo nha.